Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Xây dựng dữ liệu an toàn giao thông quốc gia. Siết chặt quản lý hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô limousine. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 12 về tăng cường bảo đảm an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021, trong đó yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tai nạn giao thông và vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đây là giải pháp nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình tai nạn giao thông, từ đó hoạch định điều chỉnh chính sách hợp lý, góp phần giảm tai nạn giao thông. Tuy nhiên, việc hình thành một cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn giao thông hiện còn nhiều khó khăn, các dữ liệu bị tách rời, thiếu liên kết, khó thống nhất giữa các bên, như đăng kiểm, quản lý giấy phép lái xe, bảo hiểm, y tế. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù Sở Giao thông Vận tải đã vận động các nhà xe hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô limousine trá hình dưới hình thức xe hợp đồng vào bến đón trả khách, song đến nay vẫn còn nhiều nhà xe lập bến cóc đón khách tại nhà, gây mất trật tự công cộng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế này đặt ra cho lực lượng chức năng cần phải siết chặt quản lý hoạt động vận tải khách dưới hình thức xe hợp đồng. Vào khoảng 17 giờ 27 phút ngày 5 tháng 3 trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, xe khách limousine 9 chỗ biển kiểm soát 36B02716 của nhà xe Lý Thảo huyện Tĩnh Gia chạy theo hướng Hà Nội Ninh Bình đã đâm vào đuôi xe container đi cùng chiều. Vụ tai nạn đã làm hai người ngồi trên xe limousine tử vong. Theo khai nhận của lái xe, do thiếu chú ý quan sát nên đã đâm vào xe container. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ tai nạn xảy ra đối với xe chở khách limousine hoạt động dưới hình thức xe hợp đồng xảy ra trong thời gian qua. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, hiện nay Thanh Hóa có trên 1.100 xe đăng ký chạy hợp đồng, trong đó xe limousine chiếm tỷ lệ tương đối. Thậm chí nhiều nhà xe đang chạy tuyến cố định cũng đã bỏ tuyến để chuyển sang hoạt động chạy xe limousine. Sở Giao thông Vận tải cho biết, theo Nghị định số 86 về điều kiện kinh doanh xe hợp đồng, thì đối với xe ô tô thiết kế từ 10 hành khách trở xuống, không phải báo cáo số lượng khách, các điểm đón trả khách. Vì vậy, nhiều nhà xe đã lách luật bằng cách hoán cải xe từ 16 chỗ xuống còn 9 chỗ để hoạt động đưa đón khách tại nhà, vừa không mất chi phí bến bãi lại được nhiều hành khách hơn. Tuy nhiên, với mỗi chuyến chỉ chở tối đa 9 người nên phải đi quay vòng nhiều chuyến trong ngày. Vì vậy, các lái xe áp lực tăng chuyến, tăng tốc độ, chạy ẩu dễ dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Khi mà lượng cầu người ta nó lớn mà trong khi đó là lượng xe ít thì buộc một số doanh nghiệp là phải theo cái hướng gọi là tăng cái số lượng chuyến lên bằng cách là quay vòng số nhanh, thì yêu cầu là đi ví dụ như là vận chuyển từ khách thì nó buộc phải là cái thời gian nó ngắn nhất có thể để có thể được quay vòng nhiều, thì đó là cũng là cái vấn đề áp lực đối với lái xe, thì cái đó thì thực ra nó cũng là gây cái nguy hiểm. Nhận thấy những bất cập trong hoạt động limousine trá hình xe hợp đồng, hiện Sở Giao thông Vận tải mới vận động được hai nhà xe Vân Anh và Hoa Dũng vào bến hoạt động vận tải khách tuyến cố định. Trước đây khi mà công ty chạy theo hình thức hợp đồng thì cũng do nhu cầu của khách là mình phải làm theo yêu cầu của họ. Chính vì vậy tất cả những xe limousine thì chúng tôi là phải theo chiều theo ý của khách, thì đi trên đường hoặc là tham gia giao thông thì hắn sẽ theo phụ thuộc vào khách. Nhưng khi mà chúng tôi đưa xe vào bến ấy, thì là chúng tôi có giờ quy định của bến, có giờ quy định của bến đến và bến đi. Chính vì vậy là chúng tôi lại không bị phụ thuộc vào cái khoán tuyến hay khoán giờ nữa, mà xe nào đi giờ nào, lốt nào là theo đúng quy định của bến đề ra. Cho nên là giảm thiểu đi cái mất an toàn trên đường, và về con người lái xe tham gia giao thông cũng chuẩn chỉnh hơn rất nhiều. Để khắc phục những bất cập về hoạt động vận tải khách bằng xe limousine, hiện nay Sở Giao thông Vận tải đang tiếp tục tuyên truyền vận động các nhà xe vào bến hoạt động tuyến cố định, nhằm khắc phục tình trạng lập bến cóc đón khách tại nhà gây mất trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, để các nhà xe chấp hành, cần có sự phối hợp đồng bộ từ chính quyền đến cơ quan quản lý và lực lượng chức năng, nhất là việc đậu đỗ đón bắt khách không đúng quy định, từ đó siết chặt quản lý để ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông từ loại hình dịch vụ vận tải này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.